Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách nấu canh chua cá chê Một món ăn rất là ngon, cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm Canh chua cá chê quý vị, thịt uh, cá chê á, thì nó có độ mềm vừa phải nè Ngọt ngọt nè, hơi dai dai nè Còn uh, nước canh thì chua chua, cay cay Món canh chua cá chê rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn ở gia đình Rồi, hôm nay mình sử dụng uh, phản... Uh, 310 g cá chê nha quý vị Cá chê thì mình đã khứa ra sẵn rồi Mình đã sơ chế và làm rất là sạch luôn Cá chê thì mình đã rửa qua nước sôi nè Rồi sau đó mình rửa lại với muối và chanh nha quý vị Các clip trước thì mình cũng có chia sẻ phần sơ chế cá chê luôn Rồi các nguyên liệu khác thì gồm có Rau ôm, ngò gai, đậu bắp, cà chua, rau nhút, Rồi nửa trái khóm Mè, ớt cùng một số gia vị thông thường nữa và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị rồi trước tiên á, thì mình sẽ cho các khứa cá chê vào trong cái dĩa nghe quý vị rồi mình à, khoảng à, nửa muỗng cà phê muối bọt rồi 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt rồi sau đó thì mình sẽ à, đảo đều lên nghe quý vị cho các hứa cá chê quý vị? nó sẽ hấm đều qua muối và bột ngọt rồi hồi mình để cũng khoảng 20 phút trước khi mình chiên sơ qua rồi mình nấu canh chua nghe quý vị cá chê mà mình ốp như vậy nè Gần hồi mình chiên sơ quá trước khi mình nấu thì cá chê nó rất là đậm đà và thơm ngon rồi các tép tỏi quý vị thì mình đập cho nó dập dập nghe quý vị rồi sau đó thì mình cũng cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn. Nói chung là canh chua, quý vị. Thì mình làm cái phần tỏi này rất là nhiều nha quý vị. Để nữa mình phi canh chua mà có tỏi phi nhiều nhiều quá. Khi mà chín, mình cho vào để cho nó thơm và nó ngon lắm nghe quý vị. Còn ớt thì mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra. Để nữa mình sẽ cho vào trong nước chấm. Ớt này cay dữ lắm nghe quý vị rồi gạo ôm và ngò gai thì mình cũng sắt nhỏ nhỏ ra sẵn luôn nấu canh chua thì không phải thiếu đó là gạo ôm và ngò gai nha quý vị rồi khóm thì mình cũng sắt phanh phanh ra như vậy nè quý vị hôm nay mình sắt miếng cũng to to luôn rồi các trái đậu bắp á thì mình cắt bỏ đi cái phần đầu và phần cuối nha quý vị rồi sau đó mình chẻ làm hai là được rồi đầu bắp thì mình không nên chẻ nhỏ quá nghe quý vị chẻ nhỏ quá khi nấu dễ bị nhớt lắm mình chẻ làm hai là được rồi rồi cà chua thì mình sẽ chẻ ra làm hai rồi mình chẻ làm hai nữa một trái cà chua thì mình sẽ chẻ làm tư nha quý vị hôm nay nguyên liệu mà để mình nấu canh chua thì cũng rất là đơn giản dễ tìm chỉ có vài loại rau khác nhau thôi rồi mình bắt cái chảo lên mình cho dầu vào khi dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi mình phi cho nó vừa vàng tới là được rồi nghe quý vị Đó, và sau một hồi đâu quý vị thì tỏi nó vừa vàng tới như vậy là được rồi thì mình sẽ tắt lửa luôn rồi mình sẽ cho vào cái khay để mình lấy một ít cái phần tỏi phi thôi mình cũng chừa lại một ít trong chảo nha quý vị để mình chiên cá chê rồi mình sẽ cho cá chê vào trong chảo tỏi phi nè để mình chiên đó, mình chiên trong chảo tỏi phi đó quý vị Thì cá chê nó rất là thơm Rồi, sau một hồi thì mình chiên hai mặt nó nó hết cái phần đỏ đỏ là được rồi nghe quý vị Hai khứa còn lại mình chiên cũng như vậy luôn Đó, sau một hồi thì mình đã chiên hết bốn khứa cá chê rồi đó quý vị rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên Khi mà nước vừa sôi so lên á Thì mình sẽ cho cái khay vào Rồi sau đó mình cho me vào Rồi mình lấy cái vá với gì Mình tán nhuyễn cái phần me ra Chủ yếu là mình lấy cái phần nước cốt me thôi Lấy cái độ chua của phần nước cốt me với gì Còn cái phần sắc me thì mình sẽ bỏ đi nghe quý gì Rồi sau một hồi đó Thì cái phần nước cốt me nó cũng đã ra hết rồi đó, còn cái phần hộp me này thì mình sẽ bỏ đi Rồi, nó đã rất là sôi lên rồi Thì mình sẽ cho vào 1 phần 3 muỗng canh muối Khoảng 1 phần 4 muỗng canh bột ngọt hai muỗng canh đường cát Rồi, mình sẽ cho khóm vào Mình nấu mình nấu khớm trước tầm cũng khoảng 3 4 phút nha quý vị. Rồi mình sẽ cho các nguyên liệu còn lại vào. Và trong lúc nấu á, nó có lên cái phần bọt á thì mình sẽ lấy vá mình vớt bỏ hết luôn nha quý vị để cho nước canh chua của mình nó có được cái độ trong, ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cà chua vào. Rồi, tiếp tục mình nấu nha quý vị. Đó, khi mình cho cà chua vào khoảng hơn một phút thì mình sẽ cho cá chê vào cá chê này nó rất là to già dữ lắm nghe quý vị cho nên cái độ dai của nó cũng rất là dai cho nên mình nấu thì hơi lâu một chút nghe quý vị trong lúc nấu thì mình cũng chở bẹn cá chê lại để cho nó chín đều hơn và bây giờ thì mình sẽ cho đậu bắp vào luôn cái chê này quý vị nguyên con á thì tầm tới gần 2 kg rồi cho nên mình lấy chỉ có 4 khứa khoảng 300 g thôi rồi mình cho gạo nhút vào luôn và khi canh chua cá chê của mình á nó chín rồi á thì mình sẽ cho thêm cái phần nước mắm vào cũng khoảng hơn một muỗng canh nước mắm đó quý vị Nước mắm mình cho cuối cùng để cho nó giữ được cái vị hương thơm đặc trưng của nước mắm nha quý vị Rồi mình cho rau ôm và gai vào Rồi mình tắt lửa luôn Cuối cùng thì mình sẽ cho tỏi phi vào đó, Mình ăn nhiều thì có thể mình cho hết vào luôn Như nhà mình thì mình cho khoảng 2 phần 3 thôi Tương đương thì cũng khoảng hơn một muỗng canh tỏi phi đó quý vị Và canh chua cá chê của mình sẽ chấm với nước mắm trong nè có các lát ớt nữa, cái cay ngon lắm nha quý vị. và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị, canh chua cá chê, một món canh rất là ngon. cách làm thì cũng vô cùng đơn giản luôn. như nhà mình vậy quý vị cũng không có mất thời gian nhiều mà mình có được một chảo canh chua cá chê rất là ngon lắm luôn. món này rất là được ưa chuộng nhất là vào, những ngày trời mà nắng nóng á, có chảo canh chua thì rất tuyệt vời rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau